Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại channel của mình. Mình là một đứa bà Vlog này. Đấy, thì hôm nay mình sẽ cùng bạn tìm hiểu về lạm phát. Đấy, hay tên hình của nó là Inflation. Đấy, Inflation. Đấy, đây là mình đọc theo phiên bản tiếng Việt. Đấy, có những cho những người IQ chỉ số 8 như lại nằm ngang qua lại Inflation. Đấy, đầu tiên chúng ta tìm hiểu về lạm phát là gì. Lạm phát là đồng tiền bị mất giá trị so với trước hoặc là giá cả hàng hóa tăng. Đấy, ví dụ các bạn có 100.000 money đấy. Để từ từ xem số seri là giờ người ta hay chơi tiền số đẹp lắm các bạn ạ. À, số toàn phun không đi các bạn, số phun không à, con này ngon ý, con này hàng hiếm ý. Đấy, vì thế nên giá thị trường của nó không có, bởi vì nó đúng ra số đầu tiên phải là 1. Đấy, thì với 100.000 này vào tháng 1 năm 2019, với 100.000 này bạn có thể mua được 1 kg thịt lợn đấy, 1 kg thịt lợn đấy bạn. Mình nghe gọi là quá xa lạ luôn đấy. Nhưng một năm sau, tháng 1 năm 2020 đấy, cũng 100.000 đồng đấy, nhưng chỉ mua được 0.8 kg thịt lợn thôi. Ui, sao có 0.8 kg thịt lợn đây, 0.2 kg thịt lợn thôi đâu. Đấy, vậy là cùng một lượng tiền đấy, cùng một lượng tiền là 100.000 nhưng lại mua được lượng hàng hóa ít hơn. Đấy, thì người ta gọi là lạm phát, hay được gọi là đồng tiền bị mất đi giá trị mua hàng. Đấy, mất đi giá trị mua hàng các bạn, chứ ngoài nó bị mất đi giá trị mua hàng. Hiện nay có 3 mức độ. Đấy, gồm 3 mức độ này. Mức độ thứ nhất là mức độ lạm phát tự nhiên, tức là dưới 10%. Ví dụ như Việt Nam này, lạm phát 8 tháng là 4% đấy các bạn, 4% thôi đấy em ạ. Đấy, lạm phát mà tất cả các nước đều muốn. Đấy, không thể năm nào mà lại không có một cái lạm phát nào được đấy. Còn mức độ lạm phát thứ hai là chính là phi mẹ. Đấy, sau đây là chương trình giải thích từ khó. Quên mất cái nhạc của thời sự đấy qua đấy, quên nhạc mất nhạc của thời sự rồi. Đấy, mã là gì? Mã là con ngựa ấy, mã là con ngựa đấy, con ngựa ấy phi chứ là phi rồi đấy, tức là con ngựa nó phi bạn, là giá cả hàng hóa tăng như con ngựa nó phi phèo. Đấy, hoặc là tiền mất giá trị như tụt quần. Anh em kéo mãi nó không lên, ý khó kéo thế nhở. Đấy, đấy, tụt giá trị hoặc giá trị đồng tiền tụt như tụt quần. Còn mức độ thứ ba, siêu lạm phát trên 1000%. Ui giời, nghe quá tên này nói lên tất cả. Thì ở đây là có một đất nước tên là Venezuela đấy, tại nơi đó đã bị siêu lạm phát lên đến 1.000.000%, 1.000.000% các bạn, tức là như vậy là siêu nhân bay luôn, bèo như giờ phát bèo ấy, đi với tốc độ bàn thờ vô bảng đấy, tức là phải mất 2 bao tiền mới chỉ mua được có một cái bộ bánh mì, một cái bánh mì đấy, một cái bánh mì các bạn ạ. Đấy, thì lúc đấy là nhà nước sẽ bỏ là tiền này đi và phát hành một loại đồng tiền mới, loại tiền mới con ạ. Đấy, rồi giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu về nguyên nhân lạm phát. Thì có rất nhiều nguyên nhân, nhưng mình sẽ kể ra 3 nguyên nhân chính. Đấy, thì nguyên nhân thứ nhất đó chính là do giá cả các mặt hàng cơ bản tăng. Đấy, ví dụ như là tăng giá xăng dầu này, tăng tiền điện này. Đấy, tại sao? Tại vì nếu không có xăng dầu thì cũng không thể vận chuyển được, và nếu không có điện thì cũng không thể tạo ra mấy đồ dùng nhiều thứ được. Đấy, đây cũng như là đang điều chỉnh giá, đang điều chỉnh giá của nè. Hay đi. Nguyên nhân thứ hai là tăng tiền lương cho người lao động. Đấy, tiền lương tăng. Ui giời, ui sau này tự nhiên tiền lương lại tăng nhỉ, nhưng mà mua lương hàng thì hóa thì nó như cũ quá, nó như thế. Đấy, giống như là nước nổi lên cao nhiều nhiều, không phải nhiều,
Nước dâng cao thì béo cũng dâng lên đến đấy, nước dâng lên đâu béo cũng dâng lên đến đấy, đấy gọi là tỷ lệ thuận. Đúng là tiền mình tăng lên đâu thì hàng hóa tiền cũng tăng lên đến đấy. Đấy. Này, còn nguyên nhân thứ ba đó chính là do chiến tranh. Bèo, bèo, băng vong, băng 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 FBI, FBI đây. Nhờ. Chiến tranh. Đấy, thì đây chính là nguyên nhân mà tạo ra siêu lạm phát. Đấy, lúc này thì chính phủ không thể quản lý đồng tiền nha các bạn. Đấy, siêu lạm phát như suốt bờ miền bay. Kinh lắm, kinh lắm. Thì có cách, cách để bảo vệ các bạn tiền của bạn trước lạm phát bạn ạ. Đấy, ví dụ bạn bỏ 100 triệu của mình vào trong két sắt. Ui nhiều tiền thế nhở, vào trong két sắt của bạn. Sau một năm bạn mất đi 5 triệu ấy vì lạm phát 5%. Như vậy là giá trị mua hàng thì chỉ còn 95 triệu, nhưng mà kiểu nhìn tiền mặt ấy đấy thì nó vẫn là 100 triệu. Đấy là giá trị mua hàng các bạn, giá trị hàng hóa chỉ là 95 triệu thôi. Đấy, giống như con chuột nó gặm tiền của bạn ấy, chuột gặm tiền của bạn đấy, hay con chuột đấy tên là inflation đấy, inflation nó gặm tiền của bạn mà bạn không biết cho được, bạn cất tiền trong cái gọi là két sắt này đặc như này. Thì cách để bảo vệ tiền trước lạm phát, cách thứ nhất đó chính là các bạn gửi tiền đi kiểm của bạn vào ngân hàng. Đấy, thì đây gọi là cách củ chuối chấm muối nhất. Đấy, củ chuối chấm muối nhất. Bởi vì sao? Bởi vì lúc ấy mình cũng có một clip là khi gửi tiền vào ngân hàng thì lãi là giả nhưng mà lỗ thì lại là thật con ạ. Cách thứ hai là mua vàng để cất trữ. Đấy, đây là cách khi các bạn tiết kiệm tiền chưa đủ để mua một, chưa đủ để mua tài sản và chưa đủ kiến thức để đầu tư. Đấy, mua vàng thì cứ giữ như các bạn đây, vàng đi bạn. Đấy, vàng này, đấy, vàng SJC đi bạn. Đấy, đây là rồng vàng chứ không phải là vàng rồng. Đấy, ngày xưa mình cứ tưởng là vàng rồng. Đấy, sau khi nhìn lại ngày xong mình mới nhớ là hóa ra nó là rồng vàng. Đấy, thì chắc là bây giờ tầm một thỏi vàng như một như này này đấy thì nó tầm 35 triệu, hơn 35 triệu đấy. Rồi đến với cách thứ ba của mày cuối cùng là đầu tư với lãi suất cao hơn lạm phát. Đầu tư với lãi suất cao hơn các bạn, cao hơn lạm phát đấy, thường là từ 15% đến 20% lợi nhuận các bạn ha. 15% đến 20% lợi nhuận thì đây là cách của khóa, cách khó đấy các bạn. Khi các bạn cần phải đủ tiền tiết kiệm này, tiền là phải đủ này đấy, và kiến thức để đầu tư cũng gọi là phải đủ đấy, gọi là hít như lỗ đi đi bạn đấy. Là đầu tư vào bất động sản này các bạn, bất động sản. Như vậy là video ngày hôm nay mình đã cùng các bạn tìm hiểu về inflation đấy. Thôi đọc này đọc tiếng Anh ngu cứ thích đọc đấy. Ôi, tìm hiểu về lạm phát đấy. Nếu ai cũng như chúng mình một like một xem đăng ký nha. Thôi tạm biệt tất cả các bạn, bye bye.